chị mẹ chồng con nói là đi ra ngoài cái siêu thị lớn nhất mua hạt chia. Hạt kia? Dạ, hạt chia. Ồ, hạt kia nó là sao? Hạt chia nó giống hạt é vậy đó. Nó giống như hạt é, nó giống như hạt mè đen vậy đó. Đó, nhưng mà nó là hàng nhập ở bên nước ngoài về, nó khác hạt é chút, hiểu không? Hình dung được. Lạ mà. Ôi lạ lắm. Thôi, cái tiền còn lạ hơn nữa, 500.000 ký. 500.000 Đưa đây, lấy 250.000 thôi. Đưa đây đi. Có 250 hả? Đưa đây đi rồi tắm mua cho coi. Quay qua đây. Cái này là cái gì vậy? Cái này là hạt é mà. Dạ, cái này là hạt chia Việt Nam đó chị mẹ. Hạt chia Việt Nam là sao? Dạ, hạt chia Việt Nam là tại bé gọi vậy chứ người ta gọi là hạt é. Trời ơi bé ơi, gia đình mình đâu có nghèo khổ gì cho cam đâu. Mình ở nhà lầu mà, mình đi xe hơi mà. Sao mà tự nhiên làm cái chuyện gian lận như vậy? Tại bé muốn tiết kiệm á. Tiết kiệm cái gì? Ăn chặn người này người kia, trời ơi, đâu phải nó bán cho một mình mẹ chồng của nó ha. Đâu phải bán một mình hạt sớm của nó bán nguyên một cái khu phố này. Nó bán hả mấy chục ký, mỗi ký nó lời 250.000. Trời ơi. Nhưng mà bé không có lấy 500.000 đâu. Bé mua ở cái chỗ khác, người ta bán bé là 250.000. Trời ơi, ai con nói ai, đi vậy? Ai người vậy? Thất đức nào bán một lời năm, con nói cho cô biết đi, cô xử tận nơi luôn. Thôi con nói không được. Con đừng có sợ, con nói đi, cái xóm này cô sợ ai, cô xử cho con coi. Cô chơi khô máu luôn mà. Cô làm được không? Cô sẽ làm được. Cô làm được thiệt nha. Nói được làm được, nói người đi. Lớn nói giữ lời nha. Chắc chắn con nói đi, ai? Bà Tám. Bà. Ủa má cô mà. Má chị đó. Chuyện mẹ trong nàng dâu, có ai yêu nhau? Thế cứ luôn đau.